Hello anh em, mình vừa về cái din choi đây anh em. Choi mà khá là hay. Cái này là cái tông đơ mà giá nó chỉ 15.000 thôi. Đấy, để xem cái tông đơ 15.000 thì xem có dùng được không nhá. Rồi, và một đống cái đồ mình đặt rẻ mình đặt thôi. Cái này xem còn hạn không nhỉ? Đây. Đây là kem dưỡng da nha anh em, hướng dẫn sử dụng này, 30g. Anh em thấy hạn sử dụng ở đâu không? Đây, vẫn mới này, chưa khui này. Đó, ok, bỏ qua nhá. Đây thì mình đặt tổng 3 cái nhá, rẻ mà đặt luôn 3 cái. 3 cái đâu đấy hình như là 45.000, hộp như này. Đó, Vinet T9 nhá, mã là T9. Thông tin này, thợ cắt tóc, rồi các kiểu tàu nhá, tất nhiên của tàu rồi. Đây, professional, đây, lưỡi này. Đấy, các kiểu cắt này, đấy, có 3 đầu này và chổi vệ sinh. Đây những cái tính năng. Thế thôi. Cái hộp nó đơn giản vậy thôi. Ở bên trong. Đấy. Ô. Wow. Nói chung là nhìn hình thịnh thịnh khá là đẹp. Mình chọn cái loại cái này không biết là nhựa chứ loại như là nhựa. Ôi nhựa nha anh em. Nó khá là nhỏ này. Nhỏ thật sự luôn đấy. Ô. Nhỏ này thì không biết cắt có ổn không nhỉ? Đây. Kiểu tinh giản hết sức có thể luôn này. Không làm bên ngoài vỏ đây anh em thấy đây. Đẹp không? Đấy, cái này có cả màu vàng thì phải, màu vàng, màu đen, màu trắng thì phải. Đó, đây. Wow. Hình Phật này. Đẹp thật sự luôn. Đấy, đẹp mà nó cầm vừa lòng bàn tay luôn, nhỏ gọn nhẹ. Thiết kế cũng khá là ngon, thiết kế khá ổn đấy, bằng nhựa nha anh em. Đây, có cổng sạc micro USB. 15.000, lọ vệ sinh này. Lọ này sao ít này, hay nó bốc hơi rồi. Đấy, sách hướng dẫn. Đấy, với cả đây, cái đầu. Đấy, những cái đầu nhựa rất là đẹp. Rất là rẻ tiền thôi anh em. Mỏng. Mỏng và đây. Rất là dẻo luôn. 1,5mm này. Hay là đấy, 3mm này. Ở đây là đầu 2mm và 4mm. Đó, 4 cái đầu nhá. Và chổi. Đó, đó là toàn bộ anh em. Rồi, 3 cái. Đó. Rồi, đây. Đó, giống nhau thôi. Ok, giờ cắt thử xem như thế nào. À, bật lên rồi mà, công tắc đâu. Nếu mà cái này mà bằng kim loại thì phải gọi là đắt tiền đấy. Đều động cơ lộ thiên luôn. Nhìn hết bị hoành tráng này. Nhìn thấy từ cái thiết kế khá là tỉ mỉ và đẹp này, sắc sảo này. Đấy. Ở dưới nhá, dưới là gồm cổng sạc với cả công tắc luôn. Cái công tắc nguồn nhìn nó đều thật. Nhìn rất là đều lại còn ở dưới nữa chứ. Ủa. Bật lên mạnh vẽ trưởng luôn này. Kêu to cực kỳ luôn này. Đấy. Khá là bất ngờ đây anh em. Khá là bất ngờ à, nhấp nháy đèn xanh có cả đèn LED luôn à, có một nấc thôi. Nhưng mà công nhận nó rung mạnh thật đấy. Anh em nhìn nó chạy à, đầu nó chạy, đầu động cơ nó chạy à, được phết nhờ, không ngờ đấy. Rồi để cắt thử xem nào. Quan trọng là phải cắt được. Tóc mình đây anh em. Khá là dày. Đó, nuôi mãi để quay video này. Cắt 2mm. Rơi. Tình hình là toang anh em ạ. Đây này. lúc đầu bảo cắt 2mm lắp cái này vào, nhưng mà cái nhược điểm của con này là cái này nó rất dễ tuột nhá. Đấy, đang cắt đấy, đang cắt đây. Đó, đang cắt 2mm phát nó bung cái này ra luôn.
Thế là xoẹt một phát. Xoẹt một phát như này. Xoẹt một phát. Thôi cắt trắng tinh hết luôn anh em. 1 mm luôn. Và sau bên này trắng phớ luôn. Thôi toang anh em ạ, thành răng hồ luôn rồi. Sau khi sử dụng đó, thì mình thấy ưu điểm này, nhỏ gọn nhẹ. Động cơ nó đây, động cơ khá là khỏe đấy. Mặc dù cắt xong một lần rồi mà nó vẫn còn khỏe như này. Đấy, rất là khỏe như này. Ít nhất là một lần không hết pin là được rồi. Còn nhược điểm thì thứ nhất là diện tích là nó nhỏ đây, so với máy của Xiaomi đây em xem. Đấy, diện tích nó to hơn. Để anh nào có điều kiện thì sắm những cái dòng đắt tiền dùng lâu dài nó chắc chắn là vẫn sẽ ngon hơn rồi. Đó, con này thì khỏi chê. Nhưng mà ít tiền thì hoàn toàn có thể mua được con này, quá ổn luôn trong tầm giá. Nhược điểm thứ nhất là cái diện tích nó nhỏ nhá, cái diện tích cắt nó nhỏ. Nhược điểm thứ hai là cái này nó rất dễ bung ra. Cái này bung là dễ toang lắm này. Đấy, cắt phát thành trẻ trâu luôn, thành răng hồ luôn. Và cái nhược điểm cuối là nó sẽ, nếu mà ai mà tóc dày ấy, vẫn có thể bị rát tóc nhá, bị mắc tóc, bị rát tóc. Đấy, lúc đầu tóc mình dày thì mình tỉa thỉnh thoảng bị rứt tóc, còn đâu thì thấy cũng khá là ổn. Đấy, mỗi cái này anh em cẩn thận có thể nghiên cứu nào để làm chặt hơn nhé.